cách đóng gói sản phẩm của shop Big Bác. Xin chào cả nhà, hôm nay cách của shop em xin giới thiệu cả nhà quy trình bên em đóng gói hai của khách hàng hàng này hoặc là tấm này, bên em đều gói ra đây cũng không. Đây là bên em sẽ kiểm tra hàng, và đây là cái đóng gói hàng nhanh. Chúng ta đi kéo rồi đã, chưa, tiền không, đây là một mạng.